Xuân. Bật chất cao. Tình huống tay ô. Người ghi bàn là Chính Trần. Như vậy là tình huống phạm lỗi ở trong vòng cấm và sẽ có hướng đá penalty. Chính Trần. Hai đội dành cho Music. Làm sao? Giật thầy Phương Lai. Được truyền cho tốc độ của Việt Tuân. Đưa bóng vào. Đá chơi. Vào rồi. Đó là số 28 được Việt Music. Cú bóc cơ dành cho số 28 trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chào mọi người, chúng tôi vừa mới đến với một trận thủy chiến trên sân vận động Đinh Công Hạ giữa Music và anh Ngọc. Trận thờ đấu đã kết thúc với tỷ số 4 đều và ngay cạnh tôi đây là nhân vật nổi bật nhất trong trận đấu ngày hôm nay, Chính Trần. Thì anh có thể chia sẻ đôi lời cảm xúc với toàn thể mọi người được không? Xin chào mọi người, và hôm nay là một trận đấu rất là căng go. Mặc dù thời tiết đã không ủng hộ nhưng hai đội cũng đã cống hiến và chơi một trận đấu rất là nảy lửa. Mặc dù là trời mưa, thời tiết không ủng hộ nhưng mà hai đội cũng đã cùng nhau cống hiến một trận đấu rất là đầy lửa, răng giật tỷ số với nhau. Và tôi rất là gọi là hài lòng vì trận đấu ngày hôm nay. 4 bàn cơ mà đúng không? Bảo sao hài lòng. Thế anh thích nhất bàn thắng nào trong ngày hôm nay? Mình bàn thắng nâng tỷ số lên, bàn thắng lên tỷ số lên 4-3. Mình ấn tượng bàn thắng đó nhất bởi vì đó là một bàn thắng... mọi người phối hợp rất là trôi chảy và cũng là một đường truyền rất là đẹp từ phía anh đội trưởng Phạm Việt Tuân. Vậy khoảnh khắc nào khiến anh gọi là buồn nhất hoặc là cái tình huống nào ấy làm cho anh cảm thấy là nói chung là không có tình huống nào ở trong trận đấu ngày hôm nay làm tôi buồn cả. Chỉ có mỗi một tình huống một chút nho nhỏ, đó là chắc là do thời tiết nên là giờ làm cho cái tay nó bị trơn, nên là vô tình một chút anh thủ môn lại nhỡ bóng lỡ xa vòng đôi chân bạn, nên là không sao cả, bóng đá mà. Không sao cả. Vâng. Ôi anh Quân Anh, anh muốn nói điều gì? Anh muốn nói điều gì? Ngày hôm nay ấy, xin phép các quý vị khán giả là đã chứng kiến trận đấu ngày hôm nay, thì ngoài cái sự kiện là đây là cầu thủ có thể nói là xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đấy là anh Huy Santa. Ngày lễ tặng quà thì còn rất lâu mới đến, nhưng mà hôm nay chúng ta đã được chứng kiến anh Huy Santa trong đội Music của chúng tôi là có một cái biệt danh vui, đấy là Huy Santa. Santa có nghĩa là ông già Noel ấy, chuyên tặng quà cho các cháu bé, tặng quà cho đội bạn. Thế thì ngày hôm nay ấy, không phải lần đầu tiên mà Huy phối hợp rất nhịp nhàng với tiền đạo đối phương như thế. Thế thì không biết là Huy cảm tưởng nào khi mà đội mình đang có một cái lợi thế rất lớn mà bẻ kèo phút cuối, thế cảm giác của Huy là thế nào? Thực ra thì tôi cũng rất là bàng hoàng, ngỡ ngàng khi chính tôi đã đưa ra những bàn tay của Chúa dâng cho đội bạn một bàn thắng vào phút cuối, thì tôi rất là tiếc. Thực ra là cũng chắc là trên sân có vong hay sao ấy các bạn. Tôi đang định ném rất căng mà có một lực tác động nào đấy khiến tôi tuột tay và bóng đã rơi vào chân đội bạn. Thì cũng rất là tiếc cho đội Music ngày hôm nay. Thế thì khả năng cao là tất cả các sân Hà Nội đều có vong, bởi vì đã rất nhiều trận mà Huy bị vong đè vào tay và ném vào chân đối phương. Vậy thì trong cái trận đấu ngày hôm nay ấy, thì điều gì làm Huy tiếc nuối nhất? Điều làm tôi tiếc nuối nhất có lẽ chính là do lúc phút cuối có vẻ tôi hơi mất tập trung, nên là đã làm mất 3 điểm quý giá của đội nhà. Thì cũng rất mong là sẽ, những trận tới sẽ khác và tôi sẽ có một phong độ cao hơn. Thực ra thì như vừa rồi ấy, là De Gea cũng còn bắt trượt nữa là Huy. Nên chúng ta sẽ còn được xem rất nhiều những pha bóng hay của anh Huy trong thời gian tới. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị.